muốn nói một điều, lấy anh đi để thôi đường về cô liêu. Bên nhau sớm chiều, thương nhau thật nhiều và yêu như chưa từng yêu. Hỡi anh yêu, em cũng muốn nói một lời, mình cưới nhà anh với em chỉ cần anh thôi. Yêu anh mất rồi chưa bao giờ nguôi, mình sinh ra để thành đôi. Đừng ngại ngần gọi tên em đi, đừng ngại ngần gọi tên anh đi, đừng ngại ngần gọi tên nhau đi, mình cưới nhau đi. Chẳng chờ gì chồng ơi em đây, chẳng chờ gì vợ ơi anh đây, ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay, mình cưới nhau ngay. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi anh còn chờ gì, từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn đắm say. Yes I do, em yêu anh trong từng phút giây. Yêu nhau đến mai về sau, bên nhau đến khi bạc đầu, mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu. Chỉ cần có nhau. Tên em đi, đừng ngại ngần gọi tên anh đi, đừng ngại ngần gọi tên nhau đi, mình cưới nhau đi. Chẳng chờ gì chồng ơi em đây, chẳng chờ gì vợ ơi anh đây, ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay, mình cưới nhau ngay. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, chờ gì, từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn đắm say. Yes I do, em yêu anh trong từng phút giây. Yêu nhau đến mãi về sau, bên nhau đến khi bạc đầu, mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu, chỉ cần có nhau. Sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi anh còn chờ gì, từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn đắm say. Yes I do, anh yêu em trong từng phút giây. Yêu nhau đến mãi về sau, bên nhau đến dù ở nơi đâu, chỉ cần có nhau. Ôi em đừng nghĩ nhiều,
lỡ mất duyên chung một nhà. Hai bên gia đình, hai bên gia đình cũng rất ân tình, cũng rất ân tình, cho nên đôi mình chẳng thể linh tinh. Em ơi em à, anh nghĩ chúng ta sẽ để hai nhà bàn chuyện thông gia. Anh qua thưa ba má em cho mình mà em biết đâu sớm mai thức dậy nhìn thấy nhau cất lên tiếng gọi mình ơi. Nghĩ thôi cũng vui, có em là nhất rồi, thế nên sớm thôi anh sẽ ngỏ lời. Hai em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu làm kẻ gièm pha. Trai và họ nhà gái, hai cháu Tuấn Anh và Ngọc Sương yêu nhau trên tinh thần tự nguyện, được sự vun đắp của hai bên gia đình cũng như hai dòng họ. Hai cháu đã trưởng thành, hôm nay chọn ngày lành tháng tốt, họ nhà trai chúng tôi cũng như bà ông Châu có sắm các lễ vật để đến thưa thiện với gia đình nhà gái. Chúng tôi gồm có hai phần. Phần thứ nhất là phần ăn hỏi cho cháu, phần thứ hai là phần lễ xin dâu. Xin trân trọng giới thiệu với đoàn đại biểu là gái. Đoàn đại biểu họ nhà trai chúng tôi gồm các cụ, các ông, các bà, cha chú, anh em, bạn bè của hai gia đình, của gia đình ông bà Châu cũng như của cháu Tuấn Anh. Xin trân trọng giới thiệu, cảm ơn quý vị. Hôm nay cũng nhận được cái là mời cả bên đàn nam tôi đại diện cho bên đội nữ, cho nên cũng chúc sức khỏe tất cả gia đình hai bên, nội tập nội ngoại hai bên được nhiều lời sức khỏe, được hai bên vui vẻ, đã được cái ngày thống nhất ra đến ngày hôm nay. Thì bên đàn trai nói việc cho cháu thì bên đàn gái rất là mời. Đã được sự thống nhất của hai gia đình cũng như hai ông bà ông Châu và bên gia đình nhà gái, chúng tôi có sắm các cái lễ vật sính vật để đến trước hết là cho bên gia đình kiên cáo cúng gia tiên. Cho nên là xin mời một vị đại biểu thay mặt cho đoàn đại biểu nhà gái nhận những tấm lễ của gia đình họ Thái chúng tôi. Đây này. Đây là cầu cao. Xui nhà. Bánh nhà. Tôi xin phép bên nữ tộc đại diện coi như cho bên nữ tộc nhận cái lễ vật của bên họ mình cây. Cái bước thứ nhất là mẹ hỏi của cháu Tuấn Anh và cháu Ngọc Sương đã được gia đình nhà gái chấp nhận và cũng là đều hoàn tất. Bây giờ đến chương trình thứ hai là lễ xin cưới, xin dâu. Báo cáo với cụ công bà, trai lớn phải lấy vợ, mà gái lớn phải cả chồng. Hai cháu đã trưởng thành,
hôm nay ngày lành tháng tốt, hai gia đình tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Tôi xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu nhà trai chúng tôi cũng như mà ông Châu có tấm lễ đến xin dâu, xin cháu Ngọc Sương để về làm dâu ông bà ông Châu cũng như làm cháu chắt con cháu trong dòng họ nội tộc chúng tôi. Xin mời ông nhận những cái tấm lễ của mình. Chúc hạnh phúc cho các cháu mà xin chúc tình hôn ta của hai ông bà ông Châu và hai ông bà ông Hiếu cũng như là hai dòng họ chúng ta xây dựng tốt đẹp, đời đời bền vững. Xin mời. Hôm nay là vừa cái nạp tài và cái lễ xin dâu, thế nên là gia đình con gái trai cũng như bà ông Châu có sửa tấm lễ, gọi là tấm lễ đen. Ông bà chúng ta kiên nữ độc xin nhận. Trai chúng tôi đã chọn giờ tốt để đón cháu Ngọc Sương về tư gia nhà ông bà ông Châu để làm lễ tân hôn hai cháu. Trước khi về, tôi xin chân thay mặt cho đoàn đại biểu họ trai xin chân thành cảm ơn tấm lòng của các quý vị đại biểu nhà gái đã đón tiếp chúng tôi nồng hậu và nhiệt tình, chú đáo. Giờ xin kính mời các cụ, các bà cùng toàn thể đoàn viên hai họ về tại tư gia nhà ông bà ông Châu để làm lễ tân hôn hai cháu. Đã đến giờ, xin kính mời các cụ. Rồi rồi, đã về đây. Dạ. Cho tàn nhẹ lên ánh bình minh,
một ngày hay trăm năm, dù gần kề hay xa xăm, nguyện yêu người đến muôn đời, đến muôn đời. Dù đời xô mình có xa sao, có thế nào, dù địa đàng hay nhân gian, dù hình hài hay chỗ than, nguyện đi cùng đến muôn đời, đến muôn đời. Dù đời xô mình có xa nhau, có mất nhau, chẳng phải màu. Ước em ước đời mình chẳng chóng qua được cùng anh mãi, không bao giờ xa. Hứa em hứa chọn luôn sẽ yêu dù ngày mai nếu yêu thương tiêu điều nhớ lại nhớ. Cho hai người chúng ta hiểu qua một thời gian tìm hiểu, hai cháu Tuấn Anh và Ngọc Sương yêu nhau trên tinh thần tương nguyện, được sự vun đắp ủng hộ của hai bên gia đình và hai dòng họ. Hôm nay hai cháu chính thức thành vợ thành chồng. Về pháp luật, hai cháu đã được chính quyền hai địa phương công nhận đăng ký kết hôn cho hai cháu. Về phong tục tập quán của từng vùng miền địa phương, hôm nay hai gia đình cho thành lành tháng tốt giờ tốt để có dâu về nhà tư gia nhà ông bà ông châu tổ chức lễ tân hôn cho hai cháu Tuấn Anh và Hồ Phương. Xin kính mời tất cả các quý vị có mặt trong phòng cưới hôm nay cho một tràng vỗ tay để chúc mừng hai cháu. Cuộc sống về gia đình cũng như về tục nếp sống của từng vùng miền địa phương, nhất là cháu Tuấn Anh, làm rể các cụ, các ông, các bà trong tổng họ ở kinh định, phong tục tập quán không khác. Và cháu Ngọc Sương làm dâu dòng họ chúng tôi tại vùng quê hương giao hải giao thủy Nam Định cũng phải học tập nề nếp gia phong. Cũng kính mong tất cả các cô cho một cháu tay để mừng hạnh phúc cho hai cháu. Tiếp theo chương trình, trân trọng giới thiệu ông bà ngoại. Tiếp theo xin giới thiệu ông bà gia có chút quà trao cho hai cháu. Cảm ơn các cụ và tất cả. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mình. Còn thành viên nào trao quà cho hai cháu hai em để đăng ký ban tổ chức nhá. Chào bố mẹ của con dâu Ngọc Sương có một món quà để trao cho con dâu cũng có thể trong ngày vui hạnh phúc của hai con. Xin kính mời ông bà đi trao quà.
cho tim anh thôi không lẻ loi. Từng ngày anh vẫn luôn mong chờ em cuối con đường, nụ hôn bất ngờ trao nhau ánh mắt mộng mơ. Một vòng tay ấm đôi ta cùng nhau tới chân trời, thầm mong suốt đời bên em ngày hai. Cùng trải qua những tháng ngày yêu thương chia sẻ với sự tác hợp của cha mẹ hai nhà, ngày hôm nay họ đã chính thức nên duyên cảm sắc. Họ đã cùng nhau viết tên mình chung lên những cánh thiệp, và rồi cũng chính những cánh thiệp kia đã mang tất cả chúng ta cùng đến đây ngày hôm nay để cùng minh chứng và chúc phúc cho tình yêu tuyệt vời của họ. Và giờ đây, để đến với những phút giây tuyệt vời của buổi lễ thành hôn, chúng tôi xin mời tất cả quý vị hãy đến với vũ khúc Uyên Ương với phần biểu diễn của vũ đoàn Long Biên Palace. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Yes, do it until it goes against me. All the way.
nữa tất cả quý vị, những tràng pháo tay lớn hơn rồi đó không ạ? Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Xin được cảm ơn các vũ công đã vừa mang đến cho tất cả chúng ta một không gian âm nhạc với rất nhiều những giai điệu vui tươi và rộn ràng. Lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như chơi vơi. Nếu như đây là vườn, xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao quá nhanh, nhẹ nhàng không nói nên lời. Sương trong ngày vui trọng đại hôm nay sẽ là thiếu sót nếu chúng ta không nhắc đến sự hiện diện cao quý của cha mẹ hai nhà, là những vị đại diện chủ hôn cho hai bên gia đình. Và trong giờ phút long trọng này, cha mẹ chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu về phía đại diện chủ hôn họ nhà trai, xin được trân trọng giới thiệu ông Trịnh Văn Châu cùng bà Hoàng Thị Phi là song thân kính yêu của chú rể. Về phía đại diện chủ hôn họ nhà gái, xin được trân trọng giới thiệu ông Võ Minh Hiếu cùng bà Nguyễn Thị Bích Chi là song thân kính yêu của cô dâu. Và ngay lúc này, tất cả chúng ta hãy cùng dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón và mời tiến lên sân khấu tứ thân phụ mẫu của đôi người.
tình yêu, đại gia đình hạnh phúc của chú rể Tuấn Anh cùng cô dâu Ngọc Sương và đội ngũ khánh tiết của trung tâm hội nghị yến tiệc Long Biên Palace xin phép cúi chào ra mắt tất cả quý vị đã có mặt trong buổi lễ thành hôn tối đêm nay. Xin được cảm ơn đội ngũ khánh tiết rất nhiều. Cũng được xem như là một món quà vô cùng ý nghĩa mà chúng ta mang đến đây để gửi tặng và mừng hạnh phúc cho chú rể Tuấn Anh và cô dâu Ngọc Sương để đáp lại những tấm chân tình ấy. Ngay lúc này, đại diện chủ hôn hai bên gia đình là bác của chú rể. Cho phép chúng tôi xin được trân trọng kính mời bác Bùi Ngọc Quảng sẽ tiến về sân khấu và có đôi lời chia sẻ gửi đến tất cả mọi người. Trân trọng kính mời bác. Vâng, và xin được mời bác sẽ có đôi lời chia sẻ với tất cả mọi người. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, cậu mợ, chú bác của tôi Nguyễn Thái Bình cũng như hai họ cùng bạn bè nam nữ của hai gia đình và của hai cháu. Cuộc đời con người sinh ra và lớn lên cũng mong được thành vợ thành chồng. Cháu Tuấn Anh và cháu Ngọc Sương yêu nhau trên tinh thần tự nguyện, được sự vun trồng của đôi bên gia đình cũng như hai dòng họ. Nay hai cháu đã chính thức thành vợ thành chồng. Về luật pháp, hai cháu đã được chính quyền hai địa phương công nhận cho hai cháu một vợ một chồng. Về phong tục tập quán của vùng miền từng địa phương, nay hai gia đình và hai họ đã tổ chức lễ bao lễ vu quy và lễ tân hôn cho hai cháu tại Tư Gia. Hôm nay hai gia đình và hai cháu có tổ chức buổi tiệc thành hôn cho hai cháu. Tôi là bác của chú rể, được sự ủy quyền của các cụ cao niên cũng như hai họ, hai gia đình và hai cháu, xin chân thành cảm ơn tất cả các quý vị đã bút chút thời gian vàng ngọc về không quản đường xá xa xôi về dự buổi tiệc chung vui hạnh phúc cho hai cháu. Thay lời hai gia đình, xin chân thành cảm ơn tấm lòng của quý vị. Quý vị có một bữa tiệc mạnh khỏe, ăn ngon, mạnh khỏe. Xin chân thành cảm ơn. Tiếp tục xin được mời đội Minh Hương sẽ dâng lên những ly rượu mừng thay cho lời cảm ơn đến đại diện chủ hôn và nhà gái. Sẽ quay trở lại với trung tâm của sân khấu. Bạn có thể điều hiện trẻ thảo và tình thông gia sẽ luôn luôn kèo sơn bên nhau để chính thức mừng hạnh phúc cho chú rể Tuấn Anh và cô dâu Ngọc Sương trong năm tình viên mãn và đầu nghĩa phu thê. Và chúng ta nghĩ rằng một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chính thức đây là chúc mừng cho hai gia đình. There is something that I see in the way you look at me. There's a smile, there's a truth in your eyes. What an unexpected way, on this unexpected day. Could it be, this is where I belong? It is you I have loved all along. There's no more mystery, it is finally clear to me. You're the home
là cùng nhau trong tay đi dưới con đường, là cùng trao cho nhau ngòi môi hôn, là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời, từng phút sẽ tuyệt vời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sao giữ em tay trong tay, những yêu thương nồng say khi bên nhau, làm sao giữ phút giây này niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau, những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn lòng không nói nên lời. Hạnh phúc trao dâng lời hát xin cảm ơn tình yêu, và cho chúng ta một đêm phút giây còn mơ. Cho nhau giây phút khát khao hát cho tình yêu.